よかない。よいしょ。どうか。các em mời của ta đi mời của ta ngon lắm thơm lắm đi cháu trộn các kiểu chút xíu nha chút đường nha ngọt lắm ăn đi ta nhìn thử được chặt đi rồi cứ đợi đấy mà xem tí nữa được á cả cho ăn thế còn bảo mây mà câu được á bắt lên lưng tao một nướng tí nữa mình mang cá to về cho mình xem hôm nay cá lâu ấy nhỉ mãi chả ăn có khi rất nhiều cầu hay là hôm nay cá nó bị đấy hết rồi nhỉ chắc bị Tào Tháo đuổi rồi tê dê hết rồi đấy mình thay mồi berberine cho nó cá nó ăn đấy nó biết là mồi trống đi ỉa ấy mày à bưởi mày ý bắt chiếc chết đi đẹp thế nhỉ ui nhìn đẹp như tranh ấy ui chà râu à ui to đấy cắn đi ngập mồm đấy ma đại ca cứ đợi đấy tí mình mang nó về mình bắt lên lưng ma đại ca để nướng sáng tinh thử sao để đi câu cá vào cái kết đừng bao giờ có chừng gì cả mà đang ban ngày vẫn mà thế quan mày bây giờ đâu chắc chó có gì đâu ta đây tào lao ta thần đây cá thần thích điêu à thích đường ta nói điêu một thằng trẻ con mày làm gì tao gần không phải trẻ con đấy tao thiếu nhi cơ mà nhưng mà mày vẫn là trẻ con điêu ta... mày làm gì biết nói ta đang nói đây thôi ngập ngáp ta là cá thần của Ngọc Hoàng đây ngày xưa phiền cá thần của Ngọc Hoàng mà giúp mày
suối bẩn này á. Ngày xưa ta mắc tội nên bị đẩy xuống đây đấy. Ngày trước ta chỉ có mỗi việc là trông đàn cá nhỏ, nhưng mà bị trộm chó trộm hết rồi. Nên sao lại bị trộm chó lại trộm đàn cá nhỏ? Thì bọn trộm chó nó đến không thấy con Hạo Thiên Quyển đâu. Này, Tiêu Tiêu, đừng đánh ta. Ta để ta kể nốt đã. Ngày trước bọn trộm chó nó đến không có ai ở nhà. Con Hạo Thiên Quyển đi chơi mất, nó chỉ còn mỗi đàn cá con và ta trông quản ở đấy. Nó không thấy chó nên nó bắt hết đàn cá con đi. Về Ngọc Hoàng thấy không thấy cá con đâu nên đã bắt tội ta và đẩy ta xuống hạ giới này làm một con cá chép. Trời, ai bảo mày không trông? Tao nói thật mà. Tuy ta là cá thần nhưng ta bị đẩy xuống đây để trải 7749 kiếp nạn. Nếu ta qua được hết kiếp nạn ta mới về được. Thế mày qua được mấy kiếp rồi? Đây là kiếp hình như là đầu tiên đấy. Mày chồng, tha cho tao đi là ta sẽ trải qua một kiếp nạn rồi. Thế kiếp này mày vào mồm ra đấy. Đừng ăn kiếp ta. Kiếp về tào lao, tao thịt bỏ chứ. Đừng ăn ta, tuy ta là cá thần, đừng. Tuy ta là cá thần nhưng ta chỉ còn không còn pháp thuật nữa, ta chỉ còn tinh lực thôi. Mày có tinh lực là cái gì? Ta có thể đoán biết được hết sự việc ở trên thế gian này. Điều ta nói thật mà, ngươi cứ tin ta đi, đừng ăn ta. Thế đi mày đoán xem hôm nay ta đi ỉa chưa? Mày đi ỉa không thì kệ mẹ mày. Mày đi ỉa không thì kệ mẹ mày. Ta có nỉ láo. Ta đi ỉa chưa? Để tao nói cho mày chuyện khác hay hơn, mày có tin không? Ta chắc tin. Thế thì ta sẽ chỉ cho mày một số cái này rất là hay, xong mày phải thả tao ra nhé. Nhớ nhé. Ừ, thì bây giờ mày muốn biết Mao đại ca của mày bây giờ đang làm gì không? Có. Bây giờ nó đang đi chơi rồi, không có ở nhà đâu. Chơi ở đâu? Bây giờ mày chỉ cần dẫn ta về nhà, ta sẽ chỉ cho mày một số thứ của Mao đại ca giấu mày từ ngày trước đến giờ. Thế thì mày chỉ cho tao cho Mao đại ca giấu tiền đi. Ôi dồi, cái đấy thì quá là đơn giản. Mao đại ca chúng ta giấu tiền của vợ. Cái đấy quá là đơn giản luôn. Nhớ nhé. Nhưng mà mày có hứa với tao là mày thả tao không? Thế thì tao thả mày. Tao được cái gì mà ăn? Thì mày lấy tiền Mao đại ca mà mua kẹo. Được đấy. Nhớ nhé. Tao nhớ chứ, tao là cá thân lại đi lừa trẻ. Thế giơ tay lên. Tao làm gì có tay? Ừ nhỉ. Đấy. Ờ thế đi về đi. Được nha, vậy đuôi nha. Về nhà tao nhé. Ờ bây giờ về. Nhưng mà nhớ là phải cho tao qua kiếp nạn này nhá. Không có vào mồm mày rồi thì tao hết đường về trời luôn. Nhớ. Ừ, tao nhớ. Ok. Thế đi về nhà tao. Ừ. Thì cho mày vào chỗ đã nói gì. Ừ, tao sạch rồi, tao không bẩn như Mao đại ca mày đâu. Sao không biết Mao đại ca tao bẩn? Ủa, cái gì tao chẳng biết. Ủa, Mao đại ca mày 3 ngày không tắm, còn chỉ có mỗi câu tắm làm gì mai lại bẩn. Ủa dồi ôi, Mao đại ca 7 ngày không tắm ấy. Có 6 ngày thôi. Đi giờ chả thêm chú dít ấy. Ai bảo mày là chú dít. Hết giấy thôi. Đi về đây. Về lấy tiền cho tao. Đi. À, từ, dừng lại đã. Cái gì? Mày quên cần câu kìa. Tao bỏ cần câu nhà, tao đầy cần câu. Ờ, thế let's go. Đi. Ê, sắp về đến nhà rồi mà. Mày mà nó phép tao thịt mày luôn. Tao không nói phép mày làm cái gì. Alo. Lúc nãy mày là con cá chép, bây giờ mày là con quái vật gì vậy? Cá chép bể à? Không phải đâu. Nãy tao là con cá chép nhưng tao sắp trải được qua một kiếp nạn nên tao dần trở thành một con cá bống, sắp lộn hơn mình rồi. Trời. Cá này tao thịt được à? Đâu tao. Tao phải biến thành con này để cho mày đợi kiểu khác. Mày... Sao mày không biến thành to để tao còn thịt? Tao như gì? Thế kiếp sau, thế kiếp nạn sau mày biến thành con cái gì ấy? Kiếp nạn sau tí nữa thì biết. Không, tao mày phải biến thành con cá chấm cá mập cơ.
nó to cho mày thịt được. Tao tin. Thế thì đi mày vào, đi vào đây. Mày đòi bí mật cho tao. Tao cho mày vào đây. Đấy. Tao vào. Tao này cho mày sang chảy. Tao để tao bơi cho nó thoải mái. Thoải mái, mày thích chạy mày không? Thoải mái nè. Ừ, đồ hộp của mình là mày đưa cái gì mà khóc nè. Chưa khú. Được khú, chứ không khó hơn. Tối lắm. Cho tao vào thùng to đi. Mày tao sẽ cho thùng to nặng bà đi được. Thôi thế nhanh lên. To vào đây nhìn nó còn sang chảy nè. Bây giờ vào lấy quy đen của nó lại cao mình trước nha. Quy đen á? Nhớ xong là phải thả tao ra đây nha. Quy đen là gì? Tiền. Ở đâu ấy? Đi vào nhà đi. Đi á, vào nhà. Ờ đi. Hả? Đi lên trên tầng đã. Trên tầng. Tao chỉ có nhiều tiền nhất. À xa, được đấy. Đâu? Đi vào trong đi. Trong này. Nhìn thấy cái cửa sổ chưa? Làm gì có cửa sổ? Đấy, cái cửa sổ bịt xốp đấy. Đấy gọi là bịt cửa sổ, bịt xốp chứ cửa sổ à? Ừ, thì thế nào cũng được, đi lại đi. Lên đi, vạch xốp ra. Ở trên đầu ấy, trên cao ấy. Cao không lấy được à? Treo lên bàn cho mình ngu thế. Ít ra mình ngu. Khôn khôn lên đi. Bàn nào ấy? Ôi, bàn bên kia. Tao bảo mày bàn trên ghế à? Không nhận nó ngã ra phát thì vỡ mồm. Không phải bàn đấy, bàn bên kia, mình ngu thật. Hay tao biết được bàn nào, vì sao mày chỉ. Mày ngu thật lên, mày giả mày ngu đấy. Tao lao. Im, nhanh lên. Nhanh lên, tao đói lắm rồi. Tao về còn thả tao ra để tao đi ăn chứ. Đâu? Nhanh lên, trên đấy. Cao trên cao ấy. Thật ra, mày thấy cái cục cục chưa? Cái cục gì ở trong chưa? Thấy cái cục gì không? Đấy, cái quận đấy. Có cái quận vải thôi. Ừ, lôi nó ra. Không phải vải đâu. Chẳng vải. Tiền đấy. Tiền. Tiền đâu có tiếng. Tiền đấy. Đâu, xem hả? Rồi, mở ra đi. Khởi nó xuống, nó nhét tiền ở đằng sau ấy. Cũng có tiền ở đấy. Ừ.
Ấy, ấy thấy chưa? Thấy à? Ấy thấy chưa? À. Mỗi ca lúc lõm tiền ơi. Đây, còn chỗ này nữa. Còn nữa. Ở đâu? Đi vào trong một tí. Tao kể tiền lại lại. Trời ơi, chị. Tiền quấn này tròn xế. Nhanh lên. Chắc tao yểm tiền vô. Tiền của vợ. Tiền của nó đấy. Ở đâu? Rồi đi vào trong đây đi. Đây cái tủ đây này. Đấy. Ấy, cái tủ ấy kéo cánh tủ ra. Ấy không không, nhầm tôi ở dưới. Đang kéo đấy. Phải á? Ừ. Mày nói ảnh ở trong cái tủ nhỏ đi. Đấy, bới đi. Có cái khỉ nhỏ. Bới mạnh vào. Thấy chưa? Có một khắp tiền giấy nè. Thì tiền nào? Tiền giấy đây mày không bảo tao. Thì tao biết tiền nào với tiền nào. Tao cứ thấy tiền là tao bảo thôi. Mày có gì tao nhét cái đồng giấy này mồm mèo. Giấy cái gì tiền nào chẳng là tiền. Tao biết được tiền nào là tiền. Mày thấy tiền không? Mày thấy tao nhét thẳng mồm mèo. Mày không thấy tao đang sặc nước mà mày sắc. Còn đòi nhét vào mồm sặc nước. Ảo đừng có đã tao. Thế mày không thích tiền đấy thì mày vứt mẹ nó đi mày. Tao biết tiền nào với tiền nào. Chứ tao bảo có mồm không? Thôi, đừng vả tao, tao chỉ giao tiếp. Chỉ đi. Tiền này chỉ ra tao thì phát 4 mạng tao. Ra ngoài đi. Đi đâu nữa? Ra ngoài. Ở đâu? Đi vào từ nữa đi. Đừng bảo mày dẫn tao ra một xí nha. Vâng thôi, một thương nữa. Dừng. Đằng sau quay. Đấy, mày thấy bãi chế thải có con chó nữa chưa? Đùa tao à? Tao lại đem lừa chỉ con nhãi danh nữa. Cầm lên. Đấy, bửa tay nó ra. Bửa nó ra? Ừ, bửa ra. Ê! Tiên! Bửa ra. Ôi, tiên chân mẹ. Bên này nữa, bên. Còn đâu không? Tay bên kia. Mày u à? Cầm lên. Rồi, thấy chưa, nhiều tiền chưa, được chưa, thả tao ra được chưa? Nhiều vãi, thế này á, đủ tao đắng tiền học mới cả tiền ăn kẹo mút cả. Mày ăn kẹo mút cả năm thôi hết, thả tao ra đi. Mày thích nhiều không? Chả, mày biết bao nhiêu tiền đấy không? Tao ăn kẹo mút cả năm, tao còn phải mua cho bạn tao nữa chứ. Bạn mày bao nhiêu mà mày đòi mua cho cả xã nữa nhỉ? Nhanh lên. Tao mày... Đó là đại ca ấy, tao phải mua cho đàn em. Ừ, đại ca ngồi gốc cái đàn. Nên... Tao chưa có được một cái đàn đâu. Ừ, mày điêu. Còn đâu đâu? Còn cái gì nữa mày tham thế? Tham cái gì ấy? Hả? Sao mày tham như mõ thế? Thả tao ra đi. Mày ít nhất là mày phải cho tao đủ bao bạn tao ăn chấm út. Bao? Mày bao cả cái trường mày. Mày có đấy không? Thôi đừng. Được. Hay là tao nhà tao một rồi, tao đường cho mày nhé. Rồi, tiếp tục đi lấy tiền đằng sau nữa. Đâu? Ngồi xuống. Cấm đáy bậy cái kia. Đủ. Cấm gì cấm đáy bậy.
Giờ thì thả tao ra đi. Đem tao ra đồng đi, nhanh lên này. Lời cả mớ tiền rồi cơ mà. Dám mới ra đồng á? Ờ. Thế mới còn cái gì cho tao ăn không? Tao hỏi. Ăn gì? Mày tỉnh nữa mình lại ăn thịt tao. Tao khát nước quá, mình biến cho tao cái gì? Nước thì chưa ăn mày đấy. Hay mày chỉ cho tao cái gì thì tao uống ăn nó khát. Nước ấy, nước á, trong trước mặt mày đấy, uống đi. Ui, cái nước của mày khác chứ một nước đái mày. Đái gì chứ, tao chưa đái các bạn ơi. Đi không? Uống đi sạch mà. Tao xả hơi một tí thôi. Chứ mày, chứ. Mày chứ tao dọi một cái, mày tao ra tao xuyên quen ăn. Đường đá không? Thôi, đồ ăn đi vào tủ lạnh rồi lấy. Ăn gì? Đợi tí ăn cái bao mà lấy. Lên lên, cái bao rồi mình mới thả bao ra đi. Hả? Thả bao ra đi. Thả mày ra hả? Tao lại phải mất công từ đây đi ra đồng à? Thì chẳng thả tao ra đi. Bây giờ mày gọi taxi đưa tao ra đồng cũng được. Tao có cách ấy. Tao cách mới thả mày ra đấy. Tao nướng mày thì trông đỡ phải thả. Thôi thôi, đừng có nướng tao. Thế làm nào? Thì bây giờ thuê xe cho tao ra đồng đi. Mày đầy tiền rồi cơ mà. Thế sao mình biến thành người đi? Tao biết biến đâu, tao là cá thần. Nhưng mà tao chỉ có bây giờ chỉ có tinh lực, không có pháp lực đâu. À thì tao có cách lấy lại tinh lực pháp lực. Giúp mày lên tới thiên rồi đấy. Ừ, cách gì đấy? Đi nghe nhắm mắt đây nhé. Mắt tao có bao giờ nhắm được đâu. Thế để tao ký. Thì tao tí mày ạ. Tao tí nha. Mày lại làm cái gì đấy? Hát đù. Mày im nha. Mày đi làm cái gì đây? Tao giúp mày lên trên đỉnh anh. Đừng. Lên trên đỉnh anh nhảy chập trình. Đừng. Mày định giết tao à? Điền. Đừng có giết tao. Ai đi làm? Đừng có giết tao. Ai đi giết mày làm gì? Đừng. Ơi khoan, tao chỉ cho mày cái nữa. Đừng. Cái gì? Từ từ, đợi tao đi ra. Đừng. Tao cho mày lên trên đỉnh. Không, chết tao. Đau. Đau, thả nó ra. Đau. Tao mới vào. Tao chỉ cho mày một tí nữa. Đừng. Chỉ gì? Đừng có chọc vào mồm tao nữa. Đau, không. Đừng có chọc được. Tao đi nướng là xong, ra mày lên trên đỉnh. Thôi, ê, ta đi lên trên. Cho mày lên trên. Ơi, ở đây. Mày định làm gì đây? Con mình đừng cho tao cho lợn ăn. Đừng cho lợn ăn tao. Thả vào đây nhé. Thả vào đấy để lợn ăn. Tao thả vào đây. Tí nữa mày lúc nào mà tao chán tao còn lối về ra chơi nữa. Mới vào đây mà chơi mấy lợn. Không, ui nó đớp tao. Nó không đớp đâu. Nó chỉ nghỉ ở chơi thôi. Ở đây tí nữa, bố của mày ca còn cho lợn ăn ra ngồi, mày còn được ăn cám nữa nhé. Tao ăn cám lợn đâu, tao cắn tao có mùi. Cái mời bố mày chơi, tao đi chơi này. Tao đi kiếm hút cho bạn tao đây. Tao đuổi tao rồi.